Chào các em, thầy tự giới thiệu, thầy là thầy Phúc, dạy môn tiếng Anh. Thầy rất vui được làm quen với các em nhé. Nice to meet you. Hôm nay, thầy sẽ dạy cho các em bài đầu tiên của sách tiếng Anh lớp 4. Đó là Unit 1, Nice to see you again. Nghĩa là rất vui được gặp lại bạn. Lesson 1. Ở trang 6 và trang 7. Trước hết, chúng ta sẽ làm quen với một số nhân vật trong bài nhé. Ta có các nhân vật như Miss Hiền, nghĩa là cô Hiền, Mr. Lộc, là thầy Lộc hoặc là ông Lộc, Phong, Tony, Mai, Nam, Peter và Linda. Bài tập số 1. Look, listen and repeat. Nhìn, lắng nghe và lặp lại. Các em có thể cho thầy biết trong bài của chúng ta có bao nhiêu bức tranh không? Bạn nào có thể đoán những người trong tranh đang nói chuyện gì với nhau vậy? Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ ôn cách chào hỏi và làm quen nhé. Trước hết, thầy mời các em nghe qua bài đối thoại một lần. Page 6, Unit 1. Nice to see you again. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, class. Good morning, Miss Yen. B. Nice to see you again. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, too. D. Good morning, Miss Hien. Sorry I'm late. Yes, come in. Trong bức tranh A, cô Hiền chào cả lớp. Cô nói, Good morning, class. Và cả lớp chào lại cô. Good morning, Miss Hien. Họ gặp nhau vào thời điểm buổi sáng, nên họ dùng good morning để chào nhau. Tranh B, cô Hiền bày tỏ cảm xúc khi gặp lại các bạn học sinh sau vài tháng nghỉ hè. Cô nói, nice to see you again. Có nghĩa là cô rất vui được gặp lại các em. Tranh C, cô hỏi thăm sức khỏe của bạn Mai. Cô nói, how are you, Mai? Mai, em vẫn khỏe chứ? Và bạn Mai trả lời hỏi thăm của cô. Bạn ấy nói, I'm very well, thank you. And you? Dạ, em rất khỏe, cảm ơn cô. Còn cô thì sao? Cô Hiền trả lời, I'm very well too. Cô cũng rất khỏe. Candy, bạn Nam đến lớp muộn. Bạn ấy chào cô và cúi người xin phép cô để vào lớp. Bạn ấy nói, Good morning, Miss Hien. Sorry, I'm late. Chào cô Hien, em xin lỗi, em đến lớp muộn ạ. Và cô đã bảo bạn vào trong lớp học. Cô nói, Yes, come in. Được rồi, em vào lớp đi. Các em thấy sao với hành động xin lỗi của bạn Nam nào? Các em có thấy bạn ấy lễ phép không? Bạn ấy lễ phép thật. Tuy nhiên, khi chúng ta đi học, ngoài việc lễ phép với thầy cô ra, các em còn sắp xếp để đến lớp đúng giờ nữa nhé. Sau đây, thầy giới thiệu cho các em một vài từ mới quan trọng có liên quan đến bài học. Các em ghi từ mới vào sổ và luyện đọc từ theo thầy nhé.
Mr. Mr. Mrs. Mrs. Miss. Miss. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Bây giờ, thầy mời các em lắng nghe và lặp lại theo máy nhé. Page 6, Unit 1. Nice to see you again. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Good morning, class. Good morning, Miss Yen. B. Nice to see you again. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, too. D. Good morning, Miss Yen. Sorry I'm late. Yes, come in. Bài số 2. Point and say. Chỉ và nói. Các em nhìn vào các bức tranh A, B, C. Các em có thể nhìn thấy số giờ mà kim đồng hồ đang chỉ để chúng ta nói lời chào nhau thích hợp theo từng buổi trong ngày. Đồng hồ ở tranh A đang chỉ 7 giờ sáng. Ta chào nhau vào buổi sáng là good morning. Đồng hồ ở tranh B đang chỉ 3 giờ chiều. Ta chào nhau là good afternoon. Đồng hồ ở tranh C đang chỉ 7 giờ tối. Ta chào nhau là good evening. Good morning, Miss Hien. Good morning, Mai. A. Good morning. B. Good afternoon. C. Good evening. Bây giờ, các em hãy chỉ vào một bức tranh bất kỳ trong ba tranh này và chúng ta nói to, rõ lời chào hai lần nhé. Bài số 3. Listen and tick. Các em sắp nghe những người trong các bức tranh này nói lời chào nhau. Chúng ta có 3 câu bài tập. Mỗi câu bài tập có 3 đáp án A, B và C. Các em chú ý lắng nghe và đánh dấu vào ô trống ở dưới mỗi bức tranh A, B hoặc C. Thầy mời các em tìm hiểu tranh và đoán xem những người trong tranh họ chào nhau vào buổi nào? Sáng, chiều hay tối? Bây giờ các em sẽ nghe máy đọc hai lần. Các em chú ý lắng nghe và cố gắng chọn đúng kết quả nhé. Page 7. Activity 3. Listen and tick. 1. Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2. Good morning, Mr. Locke. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. 3. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Page 7. Activity 3. Listen and tick. 1.
Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2. Good morning, Mr. Locke. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. 3. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Và đây là đáp án đúng của bài nghe. Các em nghe lại thêm một lần nữa để kiểm tra xem mình có nghe chính xác không nhé. Page 7. Activity 3. Listen and tick. 1. Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2. Good morning, Mr. Locke. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. 3. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Bài tập số 4. Look and write. Các em quan sát những người trong tranh, họ sẽ chào nhau như thế nào? Tùy theo tình huống hoặc là tùy theo buổi nhé. Bức tranh 1, cô Hiền gặp bạn Linda vào lúc 7 giờ sáng. Tranh 2, thầy Lộc gặp bạn Tony lúc 3 giờ chiều. Tranh 3, hai bạn Peter và Linda chào tạm biệt nhau để ra về. Vậy, chúng ta có những lời chào phù hợp cho những bức tranh sau là: tranh thứ nhất, good morning. Tranh thứ hai, good afternoon. Tranh thứ ba, goodbye. Các em có viết đúng hết ba lời chào không? Nếu có thì thầy Phúc xin chúc mừng các em nhé. Bài tập số 5, let's sing. Chúng ta hãy hát. Sau đây, thầy mời các em nghe và hát theo bài hát có tựa đề là Good Morning to You. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành. Bài học hôm nay tạm dừng ở đây. Qua bài này, các em đã tự học được cách xưng hô với bạn bè, với thầy cô của mình. Chúng ta đã biết cách chào nhau vào những buổi khác nhau trong ngày. Chúng ta đã ôn tập các câu hỏi về hỏi thăm sức khỏe và nói lời chào tạm biệt. Thầy hẹn gặp lại các em trong bài học kế tiếp, Lesson 2 nhé. Chúc các em hát vui vẻ. Nhớ ôn bài thường xuyên và giữ gìn sức khỏe nhé các em. Thầy sẽ rất nhớ các em. Goodbye. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear Miss Hien. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children.